từ thiện hả? Công quả. Ờ. Ừ. Cái này bông đẹp quá nè, cái chậu bự này như vậy. Dạ chậu bự này 150. Ờ. Này là hạ giá luôn rồi. Hạ giá luôn rồi. Rồi bây giờ thôi đem vô chùa luôn. Bây giờ nếu bán không được á thì em đem vô chùa. Đúng rồi, năm nào em cũng vậy. Đó là cũng vậy ha. Nhưng mà bữa nay năm nay bán được hơn nữa rồi đúng không? Bán lỗ anh ơi. Lỗ em hả? Còn đóng là kia luôn hả? Trời ơi. Lỗ dữ lắm, lỗ rồi, này là đại hạ giá luôn rồi đó. Năm nay là lỗ nếu mà ước tính này khoảng vài chục không? 70. 70 triệu hả? Rồi hết ăn Tết luôn rồi. Năm rồi 180. Năm rồi lỗ 180 triệu, năm nay lỗ 70 triệu. 2 năm sao mà ông? Nhưng mà có một cái là mình rất là thích phải không? Cho nên mình năm nào cũng bán. Bán gì à? Đam mê. Làm gì đam mê hả? Lỗ cũng phải bán ha. Trời ơi. Đâu anh thử đi một vườn thử rồi. Ừ. Ở này mua một chậu luôn hả? Cái này về nhiêu chậu vậy anh? Cũng giữ giá anh ơi, cái giữ giá ha. 600 ngàn à. Đúng rồi, cái này mình về mình có thể dưỡng lại được mà. Đúng đâu rồi. Cái 550. Dạ. Rồi 150 có rồi, cái này 350. Không. Đưa tôi cái, tôi sao mà sao đem lên xe về hả? Chợ đuổi anh ơi. Chợ đuổi rồi về hả? Tình hình năm nay bán được không? Năm nay bán được. Được hả? Đúng ổn. Mấy cây rồi bán bao nhiêu? Năm nay lên giá tiền lô gấp đôi mà nãy giờ đuổi 8 lần nè. Chợ không đuổi 8 lần rồi đó. Gán neo neo chút xíu rồi sao? Đúng rồi, đúng rồi. Giờ này kênh YouTube vậy anh. Giải trí miền Tây. Giải trí miền Tây ha. Không giờ anh có quay đây không? Không rồi, không. Vậy gặp mấy kia quay là lên có kìa. À không rồi, không có quay ở đây. Quay ở dưới kia. Bữa nay tình hình nếu bông ở đây vậy là thắng lớn hả chú? Thắng lớn. Thắng lớn. Mà có người cũng phải bại mình. Tại dạ. Đồ của ta xấu. Đúng rồi. Ở dưới Cần Thơ thì dưới Cần Thơ bây giờ là đang đang khó khăn. Ở đây gì ổn ha. Rồi cảm ơn chú ơi. Dạ dạ dạ. Giờ này tao mới đuổi mà bây giờ đem ra nữa rồi. Bên nào bển không ai thấy dân đâu, bên đỡ đây dân tao dọn bên kia. Dạ. Cái này nhiều nhiêu chậu vậy? 250 à. 250 là rẻ ha. Dưa ba trái 10 ngàn. Ba trái 10 ngàn. Dưa này chắc dưa chưng quá. Từ thiện hả? Công quả. Cúng dường. Ừ. Cái này bông đẹp quá nè, cái chậu bự này như vậy. Dạ chậu bự này 150. Ừ. Này là hạ giá luôn rồi. Hạ giá luôn rồi. Rồi bây giờ thôi đem vô chùa luôn. Bây giờ nếu bán không được á thì em đem vô chùa. Đúng rồi, năm nào em cũng vậy. Đó là cũng vậy ha. Nhưng mà bữa nay năm nay bán được hơn nữa rồi đúng không? Bán lỗ anh ơi. Lỗ hả? Còn đóng là kia luôn hả? Trời ơi. Lỗ dữ lắm, lỗ rồi, này là đại hạ giá luôn rồi đó. Năm nay là lỗ nếu mà ước tính này khoảng vài chục không? 70. 70 triệu hả? Rồi hết ăn Tết luôn rồi. Năm rồi 180. Năm rồi lỗ 180 triệu, năm nay lỗ 70 triệu. 2 năm sao mà ông? Nhưng mà có một cái là mình rất là thích phải không? Cho nên mình năm nào cũng bán. Bán gì à? Đam mê. Làm gì đam mê hả? Lỗ cũng phải bán ha. Trời ơi. Đâu anh thử đi một vườn thử rồi. Ừ rồi rồi. Chợ 30 Tết 4 giờ chiều rồi. Người người rất là đông. Đây một vườn bông
một vườn bông chưa xong. 4 giờ chiều rồi, bông còn nhiều quá. Bông này giờ nhiêu chậu rồi chú? 120 hả? 120 chậu hả? À, cặp hả? Chiều 30 rồi vẫn còn 120 hả? Chiều 30 rồi, chiều 30 Tết. Cũng còn nhóc hết trơn luôn. Cơm hộ đi. Ở đằng kia bán 10.000 trái, ở đây bán nhiêu? 10.000 trái thôi. Ừ. Đó, 10.000 trái thôi. Ở đây nhiêu ký? Ở đây 5.000. 5.000 là ok rồi đó. Dưa ngon mà. Đại hai giá luôn, 5.000 ký luôn nè. Đó. Chợ Ông Môn chiều 30 Tết. 4 giờ chiều rồi. Đây. Một trái 10.000. Một trái 10.000. Không. Không còn rất nhiều. Nhiêu cặp mà chị lựa vậy? 50 cặp hả? À, đại hai giá luôn ha. À, mua theo hả? 50.000 rất là rẻ luôn ha. Còn đăng đăng đê đê. Bên này dưa hấu cũng vậy luôn. Dưa hấu cũng còn quá chừng nhiều. Bán chưa xong mà dở hết rồi. Này giờ chở đi đâu à chị? Chở đi đâu anh? À, đi ra chợ khác ha. Còn nhiều quá. Hoa trái còn rất nhiều. Đẹp dữ dằn luôn mà có 10.000 trái hả trời. Đây nè. Lấy bao đựng hả? Chở gì không hết luôn, nãy mua quá trời luôn rồi. Thấy hàm quá. Đây là 10.000 trái rất là đẹp luôn. 10.000. Bên này cũng còn đăng đăng đê đê. Đây còn rất là nhiều luôn.
bên kia cũng còn một đống luôn. Bên này là 10.000 một trái, đại hai giá luôn. Để à, dưa 10.000 một trái.